Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu tiếp tục đề xuất các giải pháp, chính sách về thuế, phí, lệ phí để hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ngân hàng Nhà nước chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất các chính sách, giải pháp về tín dụng để hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng chính sách kích cầu phục hồi hoạt động du lịch lữ hành, khẩn trương trình chính phủ ban hành chính sách giảm số tiền ký quỹ của các doanh nghiệp lữ hành.